phút kia đã chiếu xuống trần, còn đời hay như lấy người mẹ quê. Nhân sinh qua bao năm tìm, luôn ngồi vây trái chuyện miền kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm tư mạng đạo đời dương gian. Rồi đây năm năm dư gian xa, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai chúng dân sẽ đi. Ông ai đã truyền ấy là trời Phật linh thiêng, sáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kinh thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba tháng hoa ca cuộc đời. Kinh thiên đã chiếu xuống trần, còn đời hay như lấy người mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhang tìm, luôn hồi vây trá truyền miệt kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sư mạng đạo đời thương gian. Rồi đây năm dư gian xa, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, sáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kinh thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba tháng hoan ca cuộc đời. Mẹ dài mấy lời, rồi đây sẽ ở thôi cơ sâu. Đây là chân đạo.
phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, pha phán thế gian chìm đắm mơ mê. Cho nên thượng đế ra nói, mở ra thiên tâm đạo này chớ mang. Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong. Thiên tâm cứu đời, ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người làm ra. Đây là chân đạo phong ta luôn luôn tu niệm Di Đà Phật. Chào tổ tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, pha phật thế gian triệt đắm mơ mê. Cho nên thượng đế ra nói, mở ra thiên tâm đạo này chớ mang. Vậy thì từ nay làm giáo chủ phải hoài phong. Hai trời không mấy theo xác phàm trần, tu sao cho xứng.